Khánh Linh xin chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, một tuần mới nữa lại bắt đầu rồi. Và trong cuối tuần vừa qua thì Khánh Linh có đi làm MC cho chương trình hội chợ Tết ở thành phố Morro City ở tiểu bang Georgia. Thì Khánh Linh gặp rất là nhiều những vị khán giả của kênh MC Khánh Linh USA. Cảm ơn quý vị đã tới khiêu khích Khánh Linh. Con có phải là MC Khánh Linh không? Em có phải là MC Khánh Linh không? Anh coi kênh của em mỗi ngày. Có nhiều cô còn khen là wow, Khánh Linh ở ngoài nhìn ốm và đẹp hơn ở trong video nhiều. Cảm ơn các cô chú đã ủng hộ Khánh Linh. Không ngờ là có nhiều người nhận ra Khánh Linh cũng như là theo dõi kênh của Khánh Linh đến như vậy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong ngày hôm nay thì Khánh Linh xin thông báo một tin vui đến từ IRS dành cho những ai chưa có được tiền refund. Bên cạnh đó, nói về cái bộ test kit mà Medicare sẽ trả tiền như thế nào, và những ai đã order test kit ở trên online website covidtest.gov đó thì quý vị đã nhận được chưa? Khánh Linh đã nhận được rồi. Sau đây Khánh Linh xin chia sẻ những thông tin này nhé. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA được bảo trợ bởi Trung tâm Dạy học New Horizon Academy. Nếu anh chị em nào đang cần giúp cho con em mình học tập sau những cái chương trình after school hay luyện thi đại học SAT thì có thể liên lạc đến với trung tâm nhé. Và hiện tại trung tâm cũng đang mướn rất nhiều những tutor là các sinh viên đại học của các trường trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dạy chương trình online. Nếu các anh chị em nào đang có con em là những học sinh ưu tú xuất sắc của các trường đại học thì có thể gửi resume về cái địa chỉ bên dưới email nhé, để mà có được những cái công việc tốt cho các em. Giờ giấc cũng ổn định, cũng đỡ hơn khi mà các em làm những cái công việc nhẹ nhàng hơn, không cần phải đi làm ở ngoài. Những cái công việc nặng nhọc đã ảnh hưởng đến việc học nhé. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên đó, một tin vui, đó là Sở Thuế IRS đã thông báo rằng là những ai hiện tại đang chờ đợi những cái tiền refund của năm ngoái, mà hơn 10 triệu cái hồ sơ đó quý vị, mà còn chưa có nhận được tiền refund, hay là chính phủ vẫn chưa có, hay là Sở Thuế vẫn chưa có process, những chưa có giải quyết những cái hồ sơ của mình, thì bây giờ Sở Thuế sẽ điều động khoảng 1.200 nhân viên để làm gì? Để giúp cho agency, để giúp cho Sở Thuế để mà giải quyết những cái hồ sơ vẫn còn đang tồn đọng. Và những người này, 1.200 nhân viên này sẽ giúp tư vấn khách hàng về customer service. Khi quý vị gọi điện thoại lên thì chắc chắn sẽ có người bắt máy. Bữa giờ rất là ít người cho nên nhiều khi mình gọi hoài không bắt máy đó quý vị. Hay là sẽ giám định những cái hồ sơ thuế của quý vị, xem là những cái hồ sơ thuế này đã được giải quyết chưa, hay những cái phần nào cần giải quyết, người ta sẽ giúp giải quyết để speed up, để tăng tốc lên để giải quyết. Tại vì Sở Thuế nói nếu những cái hồ sơ của năm cũ không giải quyết được thì hồ sơ năm mới này, 2021 tax year này, thì sẽ bị lẫn lộn, nhiều khi nó sẽ không có cho được những cái con số đúng cho cái tax refund đó quý vị ha. IRS nói trong những năm mà dịch như vậy đó, hồ sơ năm vừa rồi là tồn đọng tới 10 hồ sơ. Mà thường những cái năm mà không có dịch quý vị, thường hồ sơ chỉ có khoảng 1.000 hồ sơ tồn đọng thôi. Bây giờ gấp 10 lần, cho nên họ sẽ cố gắng điều động người để mà giải quyết hồ sơ cho xong. Và cái Linh nghĩ rằng là quý vị cũng đã nhận được những cái lá thư về stimulus check rồi quý vị, nhớ không? Cái Linh nói có hai lá thư đó. Thì quý vị ơi, có nhiều người hỏi Khánh Linh là tại sao tôi nhận một cái tấm thư mà cái số tiền nó là 2.001 thay vì phải là 2.008, nếu mà hai vợ chồng, hay là 1.004 là một người, hay gia đình có nhiều con thì cứ nhân lên đúng không, mà sao tôi nhận có 2.001? Xin thưa quý vị, cái lá thư của stimulus check nó cũng có hai lá thư nha, một cho vợ và một cho chồng luôn, chứ không phải nguyên cả gia đình là một lá thư như những năm trước nữa nha quý vị nha. Không phải như cái lần check thứ nhất, lần check thứ hai nha quý vị nha. Cho nên quý vị nhớ là phải nhận được hai lá thư, nghĩa là một lá thư của bên child tax cũng là một cái cho vợ cho chồng, và một lá thư cho tiền stimulus cũng là hai cái mail luôn, một cái cho vợ, một cái cho chồng luôn nha quý vị nha. Nhớ nha quý vị, đừng có làm sót, và nhớ mang cái đó đến cho cái người khai thuế của quý vị.
Tiếp theo, đó là không biết quý vị có nhận được cái này chưa? Khánh Linh nhận được cái này rồi. Đây là một cái bao thư, bên trong có cái gì quý vị? À, test kit nha quý vị nha. Test kit nha. Thưa quý vị, mỗi một cái test kit như vậy có hai cái test ở trong, là tổng cộng là 4 cái. Như hôm bữa Khánh Linh đã có hướng dẫn cho mọi người vào trong cái website để mà chúng ta lấy được cái này. Mỗi một hộ gia đình mà chỉ là residential address thôi nha quý vị nha. Có nghĩa là hộ gia đình phải là số nhà ở chứ không phải là nhà business thì không được. Một hộ như vậy chỉ được 4 cái mà thôi nha. À, và cái này quý vị thấy nguyên cái chữ bự trần dần này không quý vị? Make in USA. Đó, rồi còn cái mask đây, N95 quý vị, của hãng Honeywell, cũng là Made in USA ở Rhode Island. Vì hai cái này mà Khánh Linh đã bị người ta nói rất là nhiều nha quý vị nhé. Nhưng mà Khánh Linh hy vọng rằng ngày hôm nay khi nhận được cái này, Khánh Linh rất là happy. Tại vì có nhiều người cứ nói Khánh Linh, mỗi lần mà Khánh Linh nói là ồ mọi người ơi lên nhận test kit đi, miễn phí đi, thì ai cũng nói mấy kinh trai nào lấy làm cái gì, à, cô Khánh Linh này thích chơi Trung Cộng lắm nè. Nói chung là chụp mũ Khánh Linh rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà quý vị nhận được của khác cái này thì chắc Khánh Linh nghĩ là quý vị xui hay như thế nào đó, Khánh Linh không biết. Mà Khánh Linh nghĩ đây từ của chính phủ gửi cho Khánh Linh, và cái này là Buy Next Now Make in USA của hãng Abbott. Hãng Abbott này là của USA nha quý vị. Nó ghi chữ bự trần dần là Make in USA mà quý vị nói là Make in China nữa, Khánh Linh bó tay, Khánh Linh không biết nói làm sao nha. Nhưng mà nếu bây giờ không nói thì quý vị cứ nghĩ là quý vị đúng. Còn trong luật pháp đó quý vị, nếu mình không trả lời, nếu mình không nói, nghĩa là mình đồng ý với những gì người ta nói đó quý vị. Cho nên ngày hôm nay Khánh Linh cũng xin đính chính rõ một điều rằng, nếu bây giờ chúng ta không biết điều gì đó thì chúng ta hãy im lặng, chứ đừng đi tuyên truyền là Make in China hay mất cái gì đó. Bản thân Khánh Linh là một người công giáo ha, thì Khánh Linh cũng không ủng hộ ở cái đảng phái nào mà không ủng hộ cái quyền sinh sống của con người ha. Ủng hộ phá thai này nọ thì Khánh Linh không thích đâu, nhưng mà không phải vì cái việc cái mù quáng đó mà Khánh Linh lại đi nói xấu. Hay Khánh Linh những cái nào người ta làm hay, Khánh Linh nghĩ là ồ cái này tốt cho cộng đồng của mình thì Khánh Linh sẽ giới thiệu. Nếu quý vị cứ đi lan truyền là ồ mask Make in China nha, test kit Made in China gửi ra nha, thì đừng có dùng. Làm vậy thì ai thiệt thòi, cộng đồng của mình thiệt thòi thôi, chứ đâu có ai, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ quý vị cứ tự tin nhé. Cái ngày mà Khánh Linh order cái này là một ngày trước ngày chính thức người ta cho, là ngày 19 tay là ngày chính thức, đúng không quý vị? Người ta thông báo như vậy, nhưng ngày 18 tay là Khánh Linh đã lên order rồi. Thì có một hai ngày sau thôi, có người post lên một cái test kit của Trung Quốc là iHealth, thì nói là ô mắc cười quá, chính phủ Mỹ lại đi cho test kit của Trung Quốc. Nhưng mà Khánh Linh nói ủa, Khánh Linh còn chưa nhận được, Khánh Linh là người ngày đầu tiên đã apply order rồi mà chưa có. Tại chính phủ Mỹ nói tới 2-3 tuần mới gửi về. Thì bây giờ Khánh Linh gửi về, Khánh Linh có nên nói wow, thở vào nhẹ nhõm quý vị. Make in USA có nghĩa là những gì mình thông báo đến mọi người, mong mọi người nhận, thì mình cũng muốn những sử dụng những cái đồ Made in USA, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta cũng đừng có vì cái sự ích kỷ cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng của mình quý vị nha. Tại nhiều khi mình mù quáng quá thì nhiều khi sau này mình dạy con em của mình á, nó cũng không có tôn trọng mình nữa. Đừng có để con mình nó ủa mẹ ơi cái này là con mèo mà sao mẹ nói là con heo, thì cũng kỳ, đúng không quý vị ha. Cảm ơn quý vị hiểu và ủng hộ Khánh Linh. Những ai thật sự đã coi Khánh Linh từ đó đến giờ thì quý vị biết là Khánh Linh rất là trung lập nhé. Cái nào hay, cái nào tốt thì Khánh Linh chia sẻ. Quý vị không lấy không sao cả, quý vị cứ nói Khánh Linh để Khánh Linh có thể lên đây nói là ai cần thì người đó sẽ được gửi thêm. Ví dụ quý vị làm từ thiện đi, quý vị không cần nhưng mà người khác cần thì cho người khác cũng được ha. Chứ bây giờ mình không lấy, đây là tiền thuế của mình đây mọi người. Tiền thuế của mình đóng hết á, để mình mới có được á, chứ không phải từ trên trời nó rớt xuống nha. Cho nên quý vị ơi, mình sáng suốt một chút xíu ha, cái nào tốt cho mình thì mình sử dụng. Và Medicare đã nói là họ sẽ chi trả cho những bộ xét nghiệm COVID vào mùa xuân năm nay nha quý vị nha. Những ai tới tiệm mua sẽ được trả trực tiếp luôn á, và 8 lần
một tháng nha quý vị, nhưng mà chưa biết chừng nào chính xác bắt đầu, nhưng mà họ chỉ nói là vào mùa xuân thôi. Mới đầu nói là những cái người mà có Medicare, Medicaid là phải đi đến những cái nơi mà y tế cộng đồng để được nhận test kit free này nọ đó. Nhưng bây giờ không, quý vị có thể mua trực tiếp từ các nhà thuốc hiệu thuốc luôn, nếu mà những nhà thuốc hiệu thuốc đó có làm theo cái chương trình của chính phủ thì mình sẽ được, không có cần phải trả tiền, không có cần phải hoàn tiền lại gì hết. Khi nào Khánh Linh có ngày giờ cụ thể thì Khánh Linh sẽ thông báo cho quý vị. Còn những ai có những bảo hiểm tư nhân khác á, thì chúng ta cũng có thể liên lạc với những công ty bảo hiểm xem là họ có những cái nhà thuốc nào mà chịu trả trực tiếp luôn của lúc đó, hay là phải cần hoàn tiền lại reimburse hay như thế nào nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào, chúc quý vị một ngày vui vẻ, và chúng ta cũng nên có những cái test kit như vậy ở nhà ha. Tại bây giờ thực sự đi ra ngoài đường là lây lan rất là nhiều, mình cũng không biết được, nhưng mà bảo vệ sức khỏe là an toàn là trên hết nha quý vị. Chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, và đặc biệt là lúc nào cũng ủng hộ kênh để mà có thêm tinh thần để Khánh Linh làm những cái chương trình hay hơn quý vị nha. Trong tuần sau Khánh Linh sẽ có những chương trình về giáo dục để giúp cho những phụ huynh nào đang hoang mang không biết đầu tư con như thế nào trong việc học, hay là con mình nên chọn những cái trường đại học như thế nào, thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để các con có thể register, có thể ghi danh những cái trường đại học như thế nào đó cho quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. My name is Jennifer Lee and I started attending the Risings Academy around 2012 when I was in either first or second grade. I've been enrolled in their Saturday program, summer program, and SAT program, as well as private one-on-one tutoring, specifically with Dr. Ryan himself. Dr. Ryan has personally tutored me since I was probably around third grade and greatly helped me get ahead in my academic coursework. I was probably learning about two grade levels ahead of my current grade level up until sixth or seventh grade, where I started solely taking their SAT program to train and prepare for the SAT, which did help me greatly improve my SAT score. And Only Risings Academy has greatly helped me on my academic journey. Tôi là Vĩ, hiện đang ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas, nước Mỹ. Khi tôi có Mỹ, cũng lớn tuổi rồi, tôi không biết nói tiếng Anh và rất là sợ mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng mục tiêu của tôi khi đã ở Mỹ thì phải nói được tiếng Anh và phải thi đầu quốc tịch Mỹ, vì đó là quyền lợi của tôi sau này. Chính vì vậy tôi đã tìm hiểu và chọn lọc rất kỹ, và cuối cùng tôi chọn học online tại trung tâm Anh ngữ New Horizons, vì ở đây các thầy cô đều nói được tiếng Việt, điều đó rất dễ dàng dạy giảng bài cho chúng tôi hiểu thêm. Lớp chúng tôi có khoảng 4-5 người đủ mọi lứa tuổi. Chúng tôi học với nhau rất là vui và thoải mái. Chúng tôi học nhiều chủ đề, giáo tiếp rất là thú vị. Bây giờ tôi không còn lo sợ khi đi ra ngoài để mua sắm nữa. Tôi xin cảm ơn thầy cô và các bạn ơi. Nếu ai đó không có điều kiện để đi học ở trường thì chúng ta có thể học online các bạn nhé, vì học được tiếng Anh rất là thú vị. Tôi xin cảm ơn.